Gần 40 năm gắn bó với công việc quản trang, bà Văn Thị Ba và chồng thuộc lòng từng tên liệt sĩ, quê quán, lối vào từng khu mộ. Bởi chính hai vợ chồng bà đã dành nhiều tâm sức, chỉnh trang, vun đắp từng ngôi mộ, hàng cây từ khi Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Đất Đỏ mới bắt đầu quy tập. Cho đến nay, dù đã về hưu, vợ chồng bà Ba vẫn dành phần lớn thời gian túc trực, chăm sóc mộ phần, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thăm viếng. Hai vợ chồng hứa là còn mạnh khỏe giờ nào thì chăm lo cho các anh phụ với các con giờ đó, hương khói cho các anh, cho đàng hoàng cho tới cái ngày cuối cùng là chừng nào nhắm mắt rồi thì thôi, để cho các con nó làm. Còn bây giờ là mình không có bỏ mấy anh được, về nhà cũng muốn mong mong cũng lên à. Tâm huyết, trăn trở với công việc đã gắn bó cả đời, nên sau khi đến tuổi nghỉ hưu, vợ chồng bà Ba động viên các con tiếp tục đảm nhận những công việc vợ chồng bà còn dang dở. Và con gái cùng con dâu bà Ba cũng đã có hàng chục năm gắn bó với công việc chăm sóc nghĩa trang. Ba mẹ làm bao nhiêu năm cho nên là tôi cũng thấy là ba mấy năm là cũng ở đây làm nó cũng quen việc. Cho nên là dưới mến mấy anh cho nên là phải đứng ra làm. Thì mấy anh là đã hy sinh nhiều rồi. Cho nên là bây giờ mình cứ hỏi nghĩ là mấy anh hy sinh bao nhiêu thì bây giờ mình cố gắng mình làm cho mấy anh được hài lòng. Còn tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau thời gian gắn bó với quân ngũ, anh Trần Bảo Sơn nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ quản trang đến nay được 5 năm. Mỗi ngày ngoài chăm sóc chu đáo mộ phần liệt sĩ, anh Sơn còn tích cực phối hợp cùng hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương. Là mình làm việc ở đây là nó cũng có một cái tâm linh và cũng có một cái liên kết với nhau. Thành ra là tôi nghĩ ở đây là cái ngôi nhà thứ hai của tôi ở đây. Tôi sẽ cống hiến cái cuộc đời tôi còn lại cho cái công tác phục vụ. Thì theo như tôi thì tôi thấy là đi đến nghĩa trang thắp hương thì tôi cũng thấy là xanh sạch đẹp, cũng là thấy là cũng vừa lòng vui vẻ với ông già tôi hy sinh ở đem về đây. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có một đền thờ và 4 nghĩa trang với trên 5.600 hài cốt liệt sĩ. Chăm sóc giấc ngủ vĩnh hằng cho liệt sĩ, những người quản trang đã chấp nhận mọi vất vả lẫn thu nhập thấp mà vẫn gắn bó cả đời. Bởi với họ, đây không chỉ là công việc, nhiệm vụ mà còn là sự tri ân đối với những người đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho thế hệ hôm nay.